Năm 2023, Bộ Tài chính đã tăng cường kỷ luật kỳ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tài khóa để cùng với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tính đến hết năm 2023, dự kiến thu ngân sách nhà nước toàn quốc đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 98,9% dự toán. Công tác chi ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đồng tình với các nội dung được Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị. Trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên cùng cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thành công nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách nhà nước. Thu ngân sách ước đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao, tổng chi ngân sách bằng 101% kế hoạch năm giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 96% vốn chính phủ giao. Tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Bộ Tài chính, báo cáo Quốc hội và chính phủ cho phép tỉnh được sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.